bạc tôm po chi vật thầm mây con chỉ tì sờ lạnh rộp bó mai ơi con trâu chia diêm liêng chùm rè phiếp con khóa này chi vật ai bàn xa an xâm át chật ai chết sờ lạnh bị phiếp sao mong tàng lai rương đèn nôm ai khá đau cơ hài bông phá lịch ai ơ đâm bay sang phiếp sờ bông phá rộng ai chi vật con lùm mòm hơi cứ lùm mòm nơi này thôn tròn nâng rừng đọt đèl đọt đèl rừng chư chập đọt đèl đọt đèl rừng sọc xa đọt đèl đọt đèl vì cho hẹt nôm ở chư vật ở rộ bọ con xoay rô lùi đức nè tìm tì ở con trơ tè liêng chùm rè vì chanh ở xa con bông phán chư vật khôn anh bố rô tè rừng xa mò cổ rộng tèng ở nụ ở xo nè con vì cứ chìa phép là ngôn khai chìa tì bông phật đại con trâu tại đốt bà tè chào bố rô tè xoay con đol ngọp mùi các bà nơi khăn ông bà tè con cua tè rô con đol ngọp nụ ở khơi hai dọc vì tôi chào ở chàng ngài rút liêng xông át con lại đòi con đol ngọp nụ ở xa tơ vì lên ai hai nà con giang nam mình con có mình cua đốt bông phanh khuôn ai bố tại bà nhà hà chì vật đài con cua rốt bập hộp này bà nhà hà ôi khơi hơi sài chênh ôi sơ la rồi rịp chom chì vật thầm mây ôi miên xe rây xua xa đầy chương môn nụ chì vật con nâng lên miên phiếp chân ít chân ôl tục con quà tiệt hài bạc tâm bộ chi vật thầm mây đòi có sang rừng đai lọ lọ rừng đai thầm mây ạ phì vật chất công nịt ở chế kết ở vầy đai nôm ở chi vật ở rịch châm ràn kết ở vầy đai nôm ở chi vật ở rịch rìa mình kết ở vầy đai nôm ở smok smai con công đốt bông plan chi vật khôn ai bố tay bà nhà hàn tăng ọ nụ con trâu đăng thà phiếp ọ sân khâm hiệp át ma nị dung sẽ cất đầy tục kìm krom bà nhà hà phá lời chất xem xe vì cứ chìa cục ách chân chàng để đạc khôn khen thơ tì rô nà cam phá lời chất rộ bò côn giang thungun thungu đức này côn trâu prang prang rơ khôn ai ai phót bì cục ách chân chàng ai phót bì cục ách chân chàng nị ai bàn hai trăm con phát đồ bệ đồng cha phát đạc bệ đồng thầm mây đâm bầy bông bình này chỉ vượt ai bàn bò rệ bồ bà con mình phát đồ rộ bò cha chênh tế chỉ vượt con nâng khám miên viết nà bàn sô rộ bò đã thầm mây lời con trời chạy phát đồ cứ phát đồ rừng cha cha đà là ạc rõ chênh bì chỉ vượt hai đạ rừng thầm mây đà là ô chùm nụ huynh ជីវិតប្រៀបដូចស្លឹកឈើកូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅក្នុងលោកនេះវាគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរទេតែមានការប្រួលប្រែគ្រប់ពេលវេលានៅជាសុខសុខក៏ប្រែជាឈឺនៅភ្លឺសុខសុខក៏ប្រែជាងងឹតស្រឡាញ់សុខសុខក៏ប្រែជាស្អប់គឺប្រែប្រួលត្រឡប់សពគ្រប់ឥតឈប់ឈរឡើយណាកូនពេលវេលាធ្វើដំណើរលឿនណាស់រដូវកាលចាស់ក៏ផ្លាស់ចូលរដូវកាលថ្មីអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលដូច្នោះដែរមិនថាធម្មជាតិមិនថាជីវិតមនុស្សសត្វ
Ất miên ở vầy nơi đã đai nụ tê. Cho con tư cờ lệch mơ sạc chờ. Đai đầm bông lái cứ viên lọt trôi cháy. Hai bần tộp mộc sạc cháy nụ có bài chơi chạy. Bần tộp mộc tiết có tôm chú. Rốt ở riêng bị bình lợp hẳn đầy. Chôn cá trở cho bọn ảnh đai trở sát. Vô vô khuyên con khuyên trái. Tì bồn phốt có khai tới chuyện đầy ở khuyên xong. Giang ná chú vật rộ bọn mà nụ sát có đôi khăn đi đai. Cứ bồn prái bởi bầy đôi chú sạc chờ ấy chân. Cát mộc hai có prái tới chú chá. Chá hai có prái tới chú chư. Chư hai có prái tới chú sạc. Trong bệnh chọc có khai tới chuyện thô ra ni tầng ọ đôi tay khăn nìa. Sạc chờ tông chú rù cung lô thầm mây. Mà nụ bảo sầy cung miên tục. Trâu tài răng bằng bằng xâm rộc. Công nơi xâm cục ca tục ấy. Vì cha mi rộ bỏ mai. À đôi khi nhóm bạc đồ nà chươn vần ni. Đôi hai trời cao. Côn mi mặt đài. Đôi hai trời tài cao nà côn. Chị vượt rộ bỏ côn nơi quen chẳng ngay nà. Côn mình trời bình chốc đâm nào chị vượt rộ bỏ côn. Trâm tay bốn năng tê. Nếu vì chị vượt rộ bỏ côn trời tay tôi mục chân nịch. Tụ bây chị trời cho lòng cách chụp liền. Rồi lộ xa một dạng nà. Có con cũng cho chanh ôi xó. Con ơi, thông mà đa tê. Chị vượt tay tê chụp ôp xa ấy chẳng ai. Khmer nạn nà kịch phốt bàn lời. Tay xâm khăn. Con trở tê răng mồm. Đâm bây chlông cạch vi. Mai chưa chạy thả con ai thơ bàn. Con ở rộ bó mai bụ kè nà. Cứ con bụ kè to su. Bụ bì. Đó xài bánh hà cổ rộp giang. Con ở rộ bó mai bụ kè trôm. Cứ trộm đào tì bông phốt. Trộm đôi phép rừng muôn. Côn trâu chui dông khuôn anh. Ôi phốt bị phép ơn thịt ca. Đọc khám áo ngừng ngất này chú vật ni ôi bàn nà côn. Côn trâu tè rừng muôn. Ôi bàn cực côn. Đâm bầy bàn chê tì bằng xâm rạp khuôn anh. Bố rô khám miên đạn nà mân nhẹ. Đại chê tì bằng đô bà xa. Cả răng ông bì côn khuôn anh lại. Khuôn con đi hai, đại chỉ tì bận đồ xâm khăn rộ bỏ con. Bà con tôn trí, ta nạn nạ kê, nâng một chùi con bán nu. Bốc mai, ai chỉ tì bận rộ bỏ con bàn. Ta nô bê để bốc mai nơi miên chư vật tay bận nô. Bốc mai, mình ai chỉ tì bận rộ bỏ con, rộ hốt bàn lời. Bê lọt bị bốc mai tư, con trai tài bận khuôn anh. Chui khuôn anh, bằng khuôn anh. Tớp chư vật con bàn phư xoàng. Con cũng đầy chăm bệnh xâm nàng. Rư đầy chăm ca bọn sơn. Pro ca bọn sơn. Rư bệnh xâm nàng. Vì mình ách cắt lạc bàn tê. Bà con mình sang vì lạc tê nu. Con trong bàn phòl phái phá ca. Tại con mình đâm bọn đồ. Sa pru bụi bì kháng đàm tê. Ta ơi tự bàn phái phá ca. Một bì nạp bế. Giang ná. Bà con trong bàn chư vật mùi đã là ô bà xá. Tôi tại con prang prang sang việc đôi khuôn anh. Hai đầm bây sang chư vật rộ bọc con. Ôi là ô bà xá tự bán. Phát đám đầm bôn cứ con trở tệ răng mồm. Bà rụp hiệp răng mồm vì cứ chư cử. Đại chùi tục chùi trô chư vật con cùng ôi đồ bàn. Đôi chân này hai tự mẹ tay tệ bạp con chư ri rưu thà. Con trở tệ răng mồm. Bà con rừng mồm, khmer nạn nà. Mộc chỉ chôn chư vật con bàn lại. Tại bà con tôn trí hơi. Chư vật con nâng trời kê mơ nghi mình khán. Thank you.
ជីវិតប្រៀបដូចស្លឹកឈើកូនជាទីស្រឡាញ់អើយនៅក្នុងលោកនេះវាគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរទេតែមានការប្រួលប្រែគ្រប់ពេលវេលានៅជាសុខសុខក៏ប្រែជាឈឺនៅភ្លឺសុខសុខក៏ប្រែជាងងឹតស្រឡាញ់សុខសុខក៏ប្រែជាស្អប់គឺប្រែប្រួលត្រឡប់សពគ្រប់ឥតឈប់ឈរឡើយណាកូនពេលវេលាធ្វើដំណើរលឿនណាស់រដូវកាលចាស់ក៏ផ្លាស់ចូលរដូវកាលថ្មីអ្វីអ្វីក៏ប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលដូច្នោះដែរមិនថាធម្មជាតិមិនថាជីវិតមនុស្សសត្វអត់មានអ្វីនៅដដែលនោះទេចូលកូនទៅក្រឡេកមើលស្លឹកឈើដែលដំបងឡើយគឺវាលោះត្រួយខ្ចីហើយបន្ទាប់មកស្លឹកខ្ចីនោះក៏ប្រែជាចាស់បន្ទាប់មកទៀតក៏ទុំជ្រុះរត់រាយពីពេញលើផែនដីជួនកាលត្រូវខ្យល់បក់អណ្ដែតត្រសែតវល់វល់គ្មានកោះគ្មានត្រើយទីបំផុតក៏ក្លាយទៅជាដីអស់គ្មានសល់យ៉ាងណាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វក៏ដូចគ្នាដែរគឺប្រួលប្រែប្រៀបបីដូចជាស្លឹកឈើអីចឹងកើតមកហើយក៏ប្រែទៅជាចាស់ចាស់ហើយក៏ប្រែទៅជាឈឺឈឺហើយក៏ប្រែទៅជាស្លាប់ចុងបញ្ចប់ក៏ក្លាយទៅជាធរណីទាំងអស់ដូចតែគ្នាស្លឹកឈើទុំជ្រុះគង់លោះថ្មីមនុស្សប្រុសស្រីគង់មានទុកត្រូវតែរឹងពឹងប្រឹងសម្រុកគុំនៅសំកុកកើតទុកអីវិជ្ជាមាសរបស់ម៉ែអាចដោយខ្ញុំព្រះករុណាជឿនវណ្ណីរៀនឈរឲ្យមាំកូនអើយម៉ែចង់ប្រាប់កូនថាម៉ែធ្លាប់បរាជ័យច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតនេះហើយអ្វីដែលពិបាកធ្វើចិត្តគឺម៉ែធ្លាប់បរាជ័យនៅក្នុងការសិក្សាព្រោះបញ្ញារបស់ម៉ែខ្សោយរៀនមិនចេះទន្ទិញមិនចាំនឹងព្រោះតែជីវភាពក្រីក្រទើបធ្វើឲ្យម៉ែខកខានមិនបានរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះដូចគេតែម៉ែនៅតែខំប្រឹងឆ្វេងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យកូនរបស់ម៉ែរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែតែកូនដឹងទេថាម៉ែក៏ធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តធ្លាប់គិតខ្លីធ្លាប់អស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះបញ្ហាសុខភាពឈឺគ្មានលុះថ្ងៃធ្វើអ្វីក៏មិនកើតញ៉ាំអ្វីក៏មិនបានគិតអ្វីក៏មិនចេញក្នុងចិត្តធុញថប់នឿយណាយទន់ជ្រាយម៉ែស្ទើរតែមិនមានសេចក្តីក្លាហាននឹងរស់នៅបន្តទៅមុខទៀតម៉ែធ្លាប់បាត់បង់ច្រើនណាស់ម៉ែបាត់បង់ជំនឿចិត្តបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិបាត់បង់ផ្ទះសំបែងព្រោះត្រូវផ្លូវឆេះបាត់បង់ដីធ្លីព្រោះអ្នកមានអំណាចបានប្លន់យកស្រស់ស្រស់អ្វីដែលម៉ែពិបាកទទួលយកនោះគឺម៉ែបាត់បង់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ែតាំងតែពីម៉ែនៅក្មេងៗម្ល៉េះម៉ែធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយថាជាមនុស្សគ្មានកំណើតជាមនុស្សដែលគេមិនឲ្យតម្លៃត្រូវគេជេរស្ដីត្រូវគេវាយធ្វើបាបត្រូវគេរើសអើងព្រោះតែម៉ែក្រធ្វើឲ្យម៉ែលែងចង់រស់នៅក្នុងសង្គមនៃការបែងចែកវណ្ណៈនោះតែពេលនេះម៉ែលែងអីហើយម៉ែអាចដើរទៅមុខដោយខ្លួនឯងបានម៉ែមានសេចក្តីក្លាហានច្រើនជាងមុនហើយម៉ែមានសង្ឃឹមអាចញញឹមដាក់ពិភពលោកនេះដោយមិនខ្លាចក្រែងរអែងចិត្តម៉ែអាចរៀនសូត្រពីអ្វីៗដែលនៅជុំវិញម៉ែបានហើយដែលអស្ចារ្យនោះគឺម៉ែនៅរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះដូច្នេះកូនត្រូវចាំថាដរាបណាជីវិតកូននៅមានពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់កូននៅតែមានដូចគ្នាភាពបរាជ័យការអស់សង្ឃឹមការបាក់ទឹកចិត្តត្រូវចាត់ទុកថាជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតដែលកូនធ្លាប់រៀនហើយកូនត្រូវរៀនមេរៀនថ្មីម្ដងគឺរៀនឈរឲ្យមាំនៅលើផែនដីនេះដាច់ខាតកុំផ្ដិចផ្ដួលជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឈឺចាប់ដែលមានពីអតីតកាលឲ្យសោះអតីតកុំសត់បច្ចុប្បន្ននឿយហត់អនាគតរុងរឿងរស់ដោយគុណធម៌
Thank you.